đời ghi nhớ công lao của người và sự hy sinh cao cả của các hùng liệt sĩ. Với tấm lòng thành, nhân dân, cán bộ thị trấn Hùng Sơn xin dâng lên chức danh Hồ Chủ tịch và các anh hùng liệt sĩ ném lễ mọt hoa trái đầu xuân, kính mong người và các anh hùng liệt sĩ phù hộ độ trì cho thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ luôn vững bước đi trên con đường đổi mới, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kiểu hai, xin mời nâng kiểu hai lên đài. Kiểu hai, giống kiểu hai. Kiểu hai, và đẹp hơn nghèo.